hướng dẫn lắp đặt xe đẩy gấp gọn cho bé Chillax A320. Chi tiết các bộ phận bao gồm khung xe, hai bánh xe sau, giỏ đựng nước, mùng chống muỗi. Đầu tiên, mở khung xe. Lắp hai bánh xe sau. Lắp giỏ đựng nước. Cuối cùng, lắp mùng chống muỗi. Hoàn thành lắp đặt. Hướng dẫn sử dụng. Mở và gấp gọn mái che. Điều chỉnh độ nghiêng tựa lưng. Mở cửa sổ thoáng khí. Đóng cửa sổ thoáng khí. Tháo thành tay vịn. Lắp đai an toàn 5 điểm. Điều chỉnh gác chân thành chế độ 5. Phanh chân. Gấp gọn xe. Tay kéo tiện lợi. Chúc bé yêu và ba mẹ có những trải nghiệm thật tuyệt vời và thoải mái cùng xe đẩy gấp gọn Chillax A320. Chillax dành trọn tình thương cho bé.